Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 93. Sự thật thứ nhất trong tấm poster Willen Tà Linh Ma Đao ẩn chứa một sự thật rùng rợn. Thoạt nhìn khung cảnh xung quanh trong rất âm u và ma mị, ta bắt gặp hình ảnh Willen hiện lên như một con quỷ khát máu. Nếu để ý kỹ phía bên dưới màn hình, ta sẽ thấy Willen đang dùng tay bóp chặt vào cổ một người nào đó. Dựa vào chi tiết làn da màu tím và cặp sừng trên đầu của người này trông rất giống với vị tướng Maloth vũ hội bóng đêm. Điều này đã làm lộ lên nhiều nghi vấn liệu đây có phải là Maloth và tại sao vị tướng này lại xuất hiện thảm hại trước Willen như thế kia. Sự thật thứ hai trong tấm poster mời Ganga mẹ pháp sư, chúng ta có thể thấy ngay phía bên trái góc dưới màn hình có sự xuất hiện của hai vị tướng là Yuka và Phoenix đang ngồi chơi game. Với những anh em thuộc thế hệ 8X và 9X có thể dễ dàng nhận ra dòng máy mà hai vị tướng này đang sử dụng là Nintendo Family Computer, một hệ máy 4 nút ngày xưa. Nếu nhìn lên màn hình, chúng ta có thể thấy đây là một tựa game đối kháng. Có rất nhiều chi tiết trong game như máu màu xanh, dáng đứng của đấu sĩ, kiểu thiết kế nhân vật mặc quần đen hoặc full trắng. Nếu là một game thủ chuyên nghiệp dựa vào những chi tiết trên, bạn có thể đoán đây là tựa game nào hay không? Hãy để lại comment cho mọi người cùng biết nhé.